Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn quay lại với video mới của mình, đó là Hội chợ hợp tác giao thương và kết nối vùng miền của năm 2023 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, được tổ chức và diễn ra từ ngày 22 tháng 12 tới ngày 26 tháng 12. Hội chợ có nhu cầu giao lưu văn hóa và kết nối các doanh nghiệp trong vùng. Hiện tại đã có trên 500 sản phẩm ốc cóp từ 3 sao trở lên và hàng nghìn sản phẩm nông thủy sản phẩm chế biến hay là dinh dưỡng thực phẩm được bày bán ở hội chợ. Và ngày hôm nay gian hàng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là gian hàng dược liệu của anh chị Hưng Liên Đắc Đoa, gian hàng chuyên sản xuất và chế biến cung cấp dược liệu quý làm từ các tinh chất thiên nhiên, dầu gội, đầu dược liệu này, nước rửa tay dược liệu này, trà thảo mộc này, trà khổ qua này. Và các anh chị nói rằng là các khâu pha chế rất công phu, đòi hỏi người sản xuất phải đặt chữ tâm lên đầu. Và vì dược liệu nhiều và quý hiếm và cần sự tỉ mỉ chỉnh chu, nhưng các anh chị đã không ngừng cho ra những cái sản phẩm rất uy tín, chất lượng và giá cả phải chăng. Trà khổ qua hay thảo mộc 50k đó các bạn, hay là tiêu xanh một lạng, tiêu đen một lạng là 15k, các chai dầu gội 145k, giá cũng phải chăng và mềm các bạn. Sản phẩm ra đời dường như đã phần nào giải quyết được nỗi đau cho rất nhiều người, chữa được nhiều chứng bệnh về tóc, về tim mạch, về gan, nhiễm mỡ hay về sức khỏe các bạn. Thế nhé, hãy chọn một sản phẩm mà mình ưng ý nhất từ gian hàng Hưng Liên, ví dụ như là trà đinh lăng hay trà khổ qua, điều trị các sản phẩm về tiểu đường, ung thư hay là mất ngủ, mệt mỏi, thư giãn thần kinh, hay là tiêu bột để đồ ăn thức uống của bạn thêm phong phú. Hãy chọn một loại cà phê bột Hưng Liên được cấp chứng nhận từ 3 sao của tỉnh, hay nước rửa chén rửa bát tinh chất thảo mộc để giữ gìn bảo vệ đôi da tay của bạn. Sản phẩm đã được công nhận về kiểm nghiệm tiêu chuẩn đánh giá, cho nên các bạn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Chúc các bạn tìm được một sản phẩm ưng ý. Sau video này chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy hỗ trợ thật là hay, vì đã đem đến cho các bạn nhiều giá trị mới về văn hóa Việt. Phải không nào các bạn? Trà khổ qua uống tốt được không? Cô mà cao huyết áp chứ mà thấp huyết áp là uống là không bằng.